ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមមកបង្ហាញពីវិធីធ្វើបុកត្រប់ត្រីចំហុយបុកត្រប់ត្រីចំហុយនឹងយើងញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ណាបន្លែនឹងយើងញ៉ាំដូចជាអន្លក់ទឹកគ្រឿងដែរបងប្អូនបុកត្រប់ស្រួយនឹងមានរសជាតិម្យ៉ាងពីទឹកគ្រឿងអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំយ៉ាងណាយ៉ាងណីនឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎នឹងខ្ញុំមានត្រីច
hai cái tấm cờ hòm nó dương cờ bỏ ở sạt đây cái tấm cờ hòm đầy niên khi nhung prà ní riêng thông thông á nhưng dương cắt ở riêng tôi tới đồng bay nghe sưu vô tập bọc chà trọc cờ đôi khi nì dương cắt tôn chánh hai dương liên tập ở sạt sạc tôm nên chi niên vốn bằng tập bị dương liên tập ở sạt hái dương cờ hành ở tôi chân máu. Rồi dương tốt kỳ rừng từng ổn nâng mùi lại sân. Chà, bà tốt bị kỳ rừng kỳ rừng bỏ dương riêng trong rụi rô lọ hai nút. Dương có bộ linh cái tâm xó, cái tâm cỏ hôm nâng mật tê. Dương đã cái tâm xó nâng cái tâm cỏ hôm nâng muôn kê. Mật tê dương nâng đã bê bẩn tùm. Dương thơ hình chẳng tức nằm bay ở chân bàn prong kênh tà mật đòn á. Bà ơi mật tê nâng là hạt khao. Nhiệt linh bàn phá bà hai nâng niên khi nhông phân này hái. Dương cả đã mật tê máu. Linh bàn môi sân tú. Bê đã kỳ rừng bỏ dương nâng bàn chân phân này hai nút. Dương cả sẵn mốc bóng bà ồn. Bà tòa máu dương đã khẳng tạch. Hai dương cả đã bà học trồn. Dương cha bà học nâng ra hốt đó chân tới nâng bóng bà ồn. Cả lấy ní bị dặn tạch nâng bóng bà ồn. Bà ơi riêng cái tiết chân máu. Chúng vừa bà học nâng bóng bà ồn. Nhưng ai vô ta ăn cho mùi sợ cháy có căn tài chú mùi. Rồi có vô ta sáng cho mùi nâng tạch 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 nâng có bán đài. Đói sao tài nên khi nhóm sọc tế cơ rồi bị linh kỳ rừng ở bên mình nâng. Có chú liệt vô mà bà tài mà đoàn tư. Chà, dương đã đâm tật ở bố. Hai dương có đã trọc sử dụng nâng trái chùm hơi chôl. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trái chùm hồi này tạm bất tức bạn chỉ ấn sạp hỏi, nên khi nhóm còn tại sạp mầm phát tế. Chùm bố trọc với những bạn tốt ngào và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xem lập trái chùm hồi với dương bạch chân chanh, dương bạch bình nịch bị cháy phong ná bóng bốn, khai miên chân bị bạn nợ bê đầy dương nhằm. Chân thông thông chân nghi sử dụng bạch tê, hơi bạch bàn lươn tiết phong. Chà, dương bốc cường từng ổn nâng chôl khí nì, đồng bốn dương bộ mật tế, bốc ổn lợt bằng tích. Rồi cậu đặt tâm xó nâng tâm cửa hòm. Mình tô mối dương đã trái chôl. Bê để dương bộ nước dương pra sạp riêng nước chui qua, đồng bây ở chỗ khi nha bán lươn á. Mơ ta sạch trái, nâng cái tâm xót, cái tâm cỏ hôm nước chỗ khi nha hơi nút, dương cả đã trọp sáng áo nước chỗ, dương bộ nhùm nhung bán ấy bóng bốn. Hai cả đã ẩm bớt, bị chén, tật bỏ hốc, nâng tật trái anh tạch máu. Dương dô ổng rê dương nâng cho bò cường cơ từng ổn nâng ở chỗ khi nha bàn là ổ máu. Rồi chông cơ dương cơ đã chi cái tâm nâng chỉ ca sạch. Cô cho bò tính nâng bóng bốn, phụ mơ tam chậm nâu trận. Dương xong cửa nâng riêng đất bằng tạch. Bê để dương nhằm chỉ mùi nâng ấn lúc hay nâng bài tức cứ lùm mồm thay mặt đòn.
ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលរួមធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណា